nhằm thu thập thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu thực hiện đề tài cấp nhà nước, nghiên cứu đề xuất mô hình truyền thông tăng cường nhận thức về cơ hội từ quá trình chuyển đổi nhằm phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ. Sáng nay, Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền do Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Khắc Hiếu, Nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm trưởng đoàn, đã có buổi trao đổi làm việc cùng lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể, y tế, phường An Bình, các doanh nghiệp ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ liên quan đến biến đổi khí hậu và hộ dân bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, phường An Bình, quận Ninh Kiều. Các đại biểu trao đổi xung quanh các nội dung về tham gia truyền thông phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ. Các nội dung truyền thông nhằm phát huy thế mạnh của địa phương trong bối cảnh phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đánh giá chung về thói quen tiếp nhận thông tin truyền thông về phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương thông qua ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ. Ưu điểm, hạn chế của các hình thức tuyên truyền, đề xuất kiến nghị về các hình thức mang lại hiệu quả truyền thông cao. Sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đối với công tác truyền thông về các cơ hội từ quá trình chuyển đổi nhằm phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tại địa phương.